Trên những con thuyền như này không thể tin được, nó phải kinh khủng lắm thì người ta mới lao đi như thế. Ừ. Thái Bình Dương thì còn hơn cả chuyến bay của mình. 400 nghìn mình bay một chuyến đấy mình còn thấy mệt. Ở đây trời ơi, muốn ra bây giờ. Bà Hảo là hai đứa con nhá. Đóng góp tiền của chúng ta xây đấy. Thì ông mới được đặt một cái này. Thì ông mới thiết kế ông dựng lên những cái lời nguyện này dọc suốt từ ngoài kia vào đây này. Đấy.
Đấy, tất cả những cái vòng này là bẫy mình đọc ở ngoài kia đấy ạ. À thế ạ? Vâng. Thank you.